Đồ sư cũ Lâm Võ xin thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn người xa. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một số đồ đồng ha và một số đồ gỗ của chú anh chị, đồ gỗ xưa. Giao lưu và báo giá với cô chú anh chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì một lần nữa Lâm chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều đã xem cũng như ủng hộ Lâm những clip chị gọi rất là nhiều ha. Rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị mình trong những clip này. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú anh chị, đây là 1A ha. 1A thì em có một cái bộ lư xưa nè, bộ lư tròn của chú anh chị. Đó, chiều cao của lư thì em đo như gì là 64, còn chiều ngang chỗ hai tay may như thế này là 48 của chú anh chị. Đặc biệt thì cô chú anh chị mình xem nè, nước đồng cái màu sáng rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Rất là êm luôn. Đó, bộ lư này thì cô chú anh chị mình xem nè, nước đồng rất là đẹp cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Còn đây là cái chân đèn của chú anh chị, chiều cao chân đèn thì là 55, còn cái mâm thì là 26. Đó, cô chú anh chị mình xem đây, bộ lư á, cái màu đồng sáng rất là đẹp cô chú anh chị. Bộ lư này thì cân nặng là 19 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 40 triệu ha. Còn em ở đây á, là đường Tràng Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu mà cô chú anh chị mình có đi tới cửa hàng bên em ha, vừa tới đèn bốn ngọn hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em ha. Còn đây là 2A thì em có một cái bộ lư nữa nè, cũng là bộ lư xưa luôn. Đó, bên em thì sưu tầm những bộ lư xưa như gì thì rất là nhiều luôn quý anh chị, nhiều kiểu mẫu nữa, để cho cô chú anh chị mình có thể dễ chọn lựa hơn, phù hợp trong gia đình của mình. Chiều cao của lư thì em đo như gì là 64, còn chiều ngang chỗ hai cái đào như thế này là 45. Nói của chú anh chị mình xem bộ lư chế đào của chú anh chị, lư truyền thống ha. Nó nước đồng thì của chú anh chị mình xem, nó dầm rất là đẹp luôn của chú anh chị. Ở phía sau đây, nói của chú anh chị mình có tham khảo thì em sẽ chụp hình bổ sung thêm ha, ở phía trong và dưới cái đế luôn cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ hơn. Còn chiều cao của chân đèn thì em đo như vậy là 49, còn cái mâm thì là 25. Đó, búp sen thì là búp sen gời của chú anh chị. Những cái chân đèn nè, cô chú anh chị mình xem rất là sắc sảo và nặng luôn, rất là dày cô chú anh chị ơi. Đó, cô chú anh chị mình về xem hàng, đúng chất lượng, đúng như lời em nói thì cô chú anh chị mình cứ nhận ha. Nếu mà không đúng thì cô chú anh chị mình cứ gửi lại bên em, không tốn 1.000 phí ship nào hết cô chú anh chị. Đó, bộ lư này thì cân nặng là 17 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 17 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình tặng nhà luôn. Thì em quay còn những chi tiết nào mà cô chú anh chị mình chưa rõ chưa kỹ thì hãy kết bạn Zalo bên em để em sẽ hỗ trợ thêm cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ hơn. Còn đây là 2A, ở 3A của chú anh chị, em xin lỗi ha, đây là 3A. Thì em có một cái bát cô chú anh chị. Chiều cao thì em đo như vậy là 9 phân, còn quanh miệng thì là 17 cô chú anh chị, còn quanh bụng cho cô chú anh chị mình. Quanh bụng như thế này là 64. Đó, cô chú anh chị mình xem ở phía trong thì có 5 vị Phật của chú anh chị. Đây ở dưới đế đây. Ở cái bát này thì cân nặng là 1,5 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 đồng. Còn đây là 4A thì em có một cái cặp bình bông của chú anh chị. Chiều cao thì em đo như gì là 14, còn vành miệng thì là 9 phân. Ở đồng này thì gần đây thôi cô chú anh chị, nhưng mà nó rất là dày nè. Đó, có thời sau thì em sẽ báo chuẩn cho cô chú anh chị mình vậy ha, để cho cô chú anh chị mình có thể tham khảo cũng như giao lưu bên em ha. Rất là dày dặn luôn. Cặp này thì mình để trên bàn thờ mình trưng thì nó rất là đẹp ha. Cặp bình bông này thì cân nặng là 1,5 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 ha, 800.000 của chú anh chị ơi. Còn đây là 5A thì em có một cái đồ lông đao, gỗ thì là gỗ gõ của chú anh chị, gỗ gõ xưa luôn. Đó, nó chiều dài thì em đo như vậy là 100 của chú anh chị. Đây, chiều dài thì là 100 ha, còn chiều rộng thì em đo chỗ lớn nhất là 22, còn chỗ nhỏ nhất chỗ tay cầm như thế này là 6 phân, còn cái tay cầm như thế này là 17 cô chú chị. Ở đây cô chú anh chị mà xem nè, ở đây thì một con rồng ha, người ta làm nổi này cô chú chị. Đó, cái tay thì cũng là tay rồng luôn. Đó, ở bên đây cũng vậy nè cô chú chị. Đó, hai con rồng nổi được hai bên, đó là song long cô chú chị, song long ha. Những cái đồ long đao này thì mình trưng phong thủy của chú anh chị, mình về mình làm cái giá đỡ ở phía dưới này. Đó, mình trưng phong thủy rất là hay luôn. Ở gỗ thì gỗ gõ xưa. Cái đồ long đao này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 triệu ha, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ số điện thoại của em ha, 0345
238512. Còn đây là 6A thì em có một cặp liễn, liễn này là liễn xưa luôn. Nó gỗ thì là gỗ gõ xưa cô chú anh chị. Ở chiều cao thì em đo như gì là 238. Đó, còn chiều rộng như thế này là 26, còn chiều dày của liễn thì là 3 phân của chú chị, không tới đâu, 2 phân mấy, gần 3 phân thôi chứ chưa được 3 phân nghe cô chú anh chị. 2 phân 8, 2 phân 9 vậy thôi. Đó. Đó, ốc thì ốc xưa của chú chị. Đó, gỗ thì gỗ gõ xưa. Đó, cặp liễn này thì siêu tầm nó rất là đẹp đó. Siêu tầm sao vẫn để nguyên vậy luôn nè. À, tích này thì là nhị thi của chú chị ơi. Cái này là nhị thi thôi ha, tại vì nó có 2 mét mấy thôi. Nếu mà từ 3 mét cho lên thì là nhất thi ha, con này là nhị thi thôi. Đó. Ốc thì xưa của chú chị, ốc rất là đẹp luôn á. Đó, gỗ thì gỗ gõ ha. Cái này thì cô chú chị mình xem nè, em siêu tầm sao vẫn để nguyên vậy luôn á. Nếu mà sơn lại thì nó rất là đẹp ha. Hay là đánh mặt ly cũng được. Đó, nhưng mà hàng này thì em siêu tầm thì em vẫn để nguyên vậy luôn. Đó, cô chú chị mình xem nè. Đó, cái bề thẳng rất là dày, là thẳng luôn, nó dày gần 3 phân ha, chứ chưa được 3 phân. Nó mặt sau đây. Cô chú chị mình xem mặt sau nè. Đó. Đó, cô chú chị mình có tham khảo thì em sẽ chụp hình kỹ càng hơn nữa ha, cho cô chú chị mình nó xem cho nó rõ hơn. Cặp liễn này thì chiều cao thì nó lại là 2m38 của chú chị. Đó, cô chú chị mà thấy phù hợp đó thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha. Ở cặp liễn này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 55 triệu ha. Còn đây là 7A. 7A thì em có một bộ bàn con nai. Bộ này là bộ xưa luôn, đó, chuẩn xưa luôn. Đó, em sưu tầm những mặt hàng xưa rất là nhiều của chú anh chị. Đó, em sưu tầm nhiều tỉnh thành khác nhau. À, bộ này thì nó gồm có 5 món của chú anh chị. À, 4 cái ghế ha. À, 4 cái ghế như thế này. Ghế này là ghế ta kẹp chú anh chị. Ghế này là chuẩn xưa nè. Đó, cô chú anh chị mình xem. Nó chiều cao của ghế thì em đo như gì là 46. Còn cái giữa sau ha. Chiều cao của giữa sau em đo như gì là 88, còn chiều rộng của đít ghế như thế này á là 39 của chú chị. Ghế này là đít tròn ha. Đó. Còn chiều dày của đít ghế như thế này là 2,5 phân của chú chị. Ở trên này song long tròn nguyệt của chú chị mình xem nè. Đó, con rồng thì cẳng rất là thoáng luôn, rất là đẹp á. Những mặt hàng xưa như thế này dòm rất là ghiền luôn á. Đó, gỗ thì là gỗ gõ của chú chị. Đây. Ghế này là ghế tay kẹp của chú chị ơi. Đây. Rất là im luôn. Bốn cái thì đều như nhau của chú chị. Bốn cái đều như nhau luôn. Đó, cẳng ốc thì cô chú chị mình xem mà đó, rất là ghiền ốc này luôn. Nó tới ốc xà cừ thì ốc này là rất là quýt rồi. Cô chú chị mình có xài ốc thì bên em chuẩn ốc luôn chú chị. Còn bên em làm nghề cẳng ốc xà cừ này thì em sẽ báo chuẩn từng loại ốc từng chi tiết cho cô chú chị mình luôn ha. Còn chiều cao của cái bàn thì em đo như gì là 75. Còn chiều rộng của bàn như thế này là 90. Còn từ mặt bàn xuống cái dèm này thì là một tấc cô chú anh chị. Đó, mặt thì là mặt cỏ nè. Đó, cái bàn này thì em về thì em vẫn chưa sơn lại luôn nè. Em vẫn nguyên vậy luôn đó. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Gỗ thì là gỗ gõ nha cô chú anh chị. À, cái dèm thì dèm cẩm lai nè. À, chân thì là chân cẩm lai luôn nghe cô chú chị, chân con nai nè, nó bộ bàn này rất là đẹp luôn. Chiều ngang của trụ thì em đo gì là 20, em đo cái hoành tròn cái cho cô chú chị mình ha, cho nó dễ hình dung ra. Đây, hoành tròn như thế này là 65, còn chiều dài của con nai thì là 35, nó còn chiều ngang như thế này là 7 phân của chú chị, còn cái trụ nhỏ như thế này là 8 phân đó. Rất là đẹp luôn nè, con nai này của chú chị đều chạm đục rất là rõ ràng. Nó rất là whip của chú chị, những bạn mặt hàng xưa như gì xài rất là đã luôn á. Đó, bộ bàn con nai này thì gồm có 5 món của chú chị, 4 cái ghế ha, 4 cái ghế thì đều gỗ gõ ha, mặt thì mặt gõ. Dìm thì dìm cẩm lai ha, chân thì chân cẩm lai luôn. Đó, bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 75 triệu ha, bộ xưa luôn. Rất là whip nghe cô chú anh chị. Đó, những mặt hàng như thế này thì cô chú anh chị mình để vô nhà là rất là sang luôn á. À, theo cái lối cổ xưa rất là whip luôn. Nó còn đây là 8A thì em có một cái bộ bàn cùi lá, bộ bàn dài của chú anh chị. Bộ này thì rất là đẹp rồi nè. Nó những bộ bàn như thế này thì cô chú anh chị mình để vô nhà rất là đẹp luôn á.
Bộ này thì nó gồm có 6 cái ghế như thế này. Ghế này thì ghế tay kẹp luôn cô chú anh chị. Đó. Chiều cao của ghế thì em đo tới đích ghế là 48. Còn giữa sau như thế này là 93. Còn chiều rộng thì là 39. Còn chiều ngang như thế này là 43 của chú chị. Còn chiều dày đích ghế là 2,5 của chú chị. Đó. Ghế này là cô chú chị mình xem ghế tay kẹp ha. Đây là song tiện của chú chị. Nó ốc thì cô chú chị mình xem đây là cẳng nho sóc ha. Đó, ốc thì rất là đẹp luôn. Đó. Gỗ thì là gỗ gõ của chú chị, ghế thì gỗ gõ ha. Đây. Ở đây thì cẳng có một cái dìm xem như thế này. Những cái ghế như thế này là chuẩn xưa luôn nghe cô chú anh chị. Nó giờ để vô cái nhà mình thì rất là đẹp luôn á. Nói cô chú anh chị mình dòm thì cô chú anh chị mình đã biết rồi. Đây. Ghế bộ bàn này thì gồm có 6 cái ghế như thế này, 6 cái thì đều như nhau cô chú anh chị ơi, rất là đẹp luôn. Đó. Để vô cái nhà mình thì rất là theo cái lối cổ rất là cao luôn á. Cô chú anh chị mà có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại em ha, em sẽ chụp hình và bổ sung thêm những chi tiết nào mà cô chú anh chị mình chưa rõ ha. À, còn đây là cái bàn của chú anh chị. À, chiều cao của bàn thì em đo như vậy là 78. Đó, còn chiều dài của bàn thì là 199 của chú anh chị. Còn từ mặt bàn xuống cái dìm là một tấc. Đó. Bàn này là bàn xưa luôn, đó chuẩn xưa luôn, mặt thì mặt gõ của chú chị. Mặt thì mặt gõ này của chú chị, mặt này chỉ có một lá thôi. Có một lá thôi. Rất là đẹp luôn. Đó. Dìm thì là dìm chắc nha cô chú anh chị. Dìm thì gỗ là gỗ chắc nè. Đó ốc thì cô chú anh chị mình xem. Nó dòm càng dòm thì càng ghiền nghe cô chú anh chị. Đó. Dìm thì dìm gỗ chắc ha. À, còn cái chân đây cô chú chị ơi, chân này là chân chắc luôn. Đó, toàn bộ cái bàn này thì rất là quýp luôn. Bộ này là bộ xưa nghe cô chú chị. Đó, chiều ngang của trụ như thế này là 20. Còn chiều cao của trụ thì em đo tới chế bằng luôn ha. Đó, tới chế bằng thì là 45. Còn chiều dài cái cùi lá như thế này. Đây, chiều dài cùi lá thì là 45. Còn chiều ngang cùi lá cho cô chú anh chị mình, chiều ngang thì là 7 phân. Còn cái trụ trụ này là một tấc cô chú anh chị. Đó. Toàn bộ là gỗ chắc hết trơn nghe chú anh chị, chắc xưa luôn. Nó rất là đẹp nghe cô chú anh chị, được điều chạm đục nè, đường nét thì rất là rõ ràng. Đó, còn cái đố ngang như thế này là một tấc cô chú anh chị. Còn chiều dày thì là 5 phân. Đây được điều chạm này cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Bàn này rất là quýp cô chú anh chị ơi. Đó, em dở lên cho sáng cho cô anh chị mình xem lại cái chân ha, cho nó rõ và ở phía dưới này luôn cho cô chú anh chị mình dễ coi hơn. Đó, đây. Ở phía dưới thì một lá thôi cô chú anh chị, một lá thôi. Đó, rất là đẹp luôn nè. Một lá thôi cô chú anh chị. Những cái chân cô chú anh chị mình xem hồi nãy, tại vì có cái bàn nó hơi tối á đó cô chú anh chị. Còn những nó rất là đẹp nghe cô chú anh chị, cái chân nè. À, còn những cái đố này thì em mới bắt sau này cho cái bàn nó đừng chạy tới chạy lui những cái đố thôi. Ở mặt thì là mặt gõ của chú chị, cái dìm thì là dìm chắc ha. Rồi em để xuống luôn cho chú chị mình ha. Đó, rất ngư thật việc thật của chú chị. Đó, cái bàn này thì rất là đẹp luôn. Đó. Đó, bộ bàn này thì nó gồm có 7 món của chú chị, 6 cái ghế. Đó, 6 cái ghế ha và một cái bàn. Ghế thì là gỗ gõ của chú chị, ốc thì cô chú anh chị mình xem rồi đó. Ốc dòm rất là ghiền luôn. Nó chuẩn ốc luôn. Ốc rất là đẹp. Còn cái mặt nó thì là mặt gõ của chú chị, cái dìm thì dìm là dìm gỗ chắc, dìm thì được cẳng của chú chị, cẳng ốc thì cô chú chị mình xem rất là đẹp luôn. À, chân thì chân gỗ chắc luôn. À, bàn này là bàn xưa, chuẩn xưa luôn. Cô chú anh chị mình về xem hàng, đúng chất lượng, đúng như lời em nói thì cô chú anh chị mình cứ nhận, nếu mà không đúng thì cô chú anh chị mình cứ gửi lại bên em. À, cô chú anh chị mình không tốn 1.000 phí ship nào hết. À, thì cái bàn này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 triệu ha, em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Cô chú anh chị mà có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em nhé, 0345 238 512. Thì một lần nữa Lâm chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều đã xem cũng như ủng hộ Lâm ha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.